Xin kính chào các thượng đế. Video này mình thực hiện test hoạt động máy tua băng VHS. Máy này còn nguyên cả thùng xốp, còn nguyên cả cái hộp bìa cắt tông. Máy này đã khôi phục chức năng auto stop, đã thay dây cu loa. Chiếc máy này mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất của đất, 600.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Lưu ý nhé, kiếm được một chiếc máy tua băng không hề đơn giản đâu, không hề đơn giản đâu. Vì cái máy này thì ai cũng biết rồi, người ta ngưng sản xuất lâu lắm rồi, bây giờ thì mà lại kiếm được cái máy mà lại còn nguyên thùng xốp, rất chi là hiếm đấy, rất chi là hiếm đấy. Nên là quý vị nào mà có nhu cầu sở hữu máy tua băng thì liên hệ ngay vào luôn để sở hữu cái máy còn nguyên cả thùng xốp. Mà giá thì lại chỉ có 600.000 đồng. 600.000 đồng là tiền máy, thế còn tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua trả. Đây là những cuộn băng VO. Đấy. Đây là cái máy tua băng đây. Đây VHS này. Tên của cái máy này. Đấy, máy này đã có hai cái video rồi. Video xoay nội thất rồi video cảm ơn sư phụ 70 ở Hà Nội đã chỉ bảo cho là cái máy này nó có cái tính năng auto stop. Nên lúc giờ mình mới biết thì mình mới lại tháo ra sờ lần nắn bóp thì bây giờ đã khôi phục được cái chức năng auto stop rồi. Đây, còn nguyên cả cái thùng này luôn. Đây, cái vỏ ngoài này. Đây, tên của nó này. Johnson Son. OK33. 33R. Một năm có khi chỉ sưu tầm được vài chiếc, đấy, đếm trên đầu ngón tay đấy. Cái máy này thì xả ngừng sản xuất lâu lắm rồi, thế mà bây giờ nó còn sót lại những cái như còn thùng xốp như thế này, không hề đơn giản đâu, không hề đơn giản đâu. Đây xốp đây, đấy, xốp đây, nguyên cái xốp. Bốn tháng này giờ mới lại mua được chiếc, cách đây 4 tháng thì cũng mua được một chiếc còn nguyên cả thùng xốp, bây giờ mới lại mua được. Từ giờ đến cuối năm chắc giỏi lắm được một chiếc, mà có khi cũng không được, hiếm lắm. Tìm băng đài thì nó còn đỡ chứ tìm cái loại này hiếm lắm, tìm cái loại này hiếm lắm, kể cả là cái tua băng bằng tay bây giờ cũng vậy, hiếm lắm. Máy còn nguyên cả thùng xốp thì độ đẹp thì thôi miễn bàn, nhưng mà thóc thì lại mềm mại. Có 600.000. Thay dây cu loa rồi. Khôi phục chức năng auto stop rồi. Bây giờ cắm điện rồi, cho nó ăn điện rồi. À, cho nó hoạt động nhá. Cái này thì nhấc ra thôi, cái này chỉ nhấc cái kính ra thôi. Đấy, nhấc cái kính ra. Đẩy cho nó khởi bụi này. Kính này thì ở cái chỗ này nó có cái vết xước. Đây là xước chứ không phải nứt nhá. Xước, vết xước. Này, cái này ngồi kỳ công lấy cana đánh thì nó mờ đi. Về cơ bản như này là còn đẹp rồi. Đấy. Hai đèn báo này, hai đèn báo theo chiều tua này. Stop ở giữa này. Đấy, tua tiến này, tua lùi này. Đây là mình muốn, đây mình để theo cái chiều này. Đây, cái chiều này là nó có cái này này. Đấy, cho nó có dây, chiều này không có cái dây. Chiều này này, bỏ cái chiều này vào. Bỏ theo chiều này nhá. Đây. Đây, bỏ theo chiều này. Để cân cái băng như này. Để cân băng đây này, ấn giữa. Đây này, khi ấn xuống là hai bên nó có cái, có cái nhựa này nó hãm đây. Đấy, nó giữ đây, bên đây nữa này. Đấy, nó giữ chặt cái băng. Đấy, cái này. Đấy, bây giờ tua nhá, tua này, giờ tua này. Đây là đang tua lùi rồi.
Tắt đi này. Giờ tua tiến này. Thay dây Cura rồi, nên là nó khỏe lắm. Thay dây đúng kích thước của nó thì nó khỏe lắm. Đây, giờ đợi hết băng này để cho nó auto xì tốp luôn. Đưa băng nặng vào đây ấy, băng mà nặng quá là nó cũng auto xì tốp, nên nó tưởng là hết băng, cứ nặng quá là nó auto xì tốp. Đấy, đây này, đến cái đoạn này nó nặng quá này. Nặng quá là tự tự nó nảy lên rồi này. Đấy, tự nảy lên này. Đây. Đấy. Hết hết băng này. Hết băng nó nảy lên rồi nhá. Đấy, hết băng nó nảy lên rồi. Giờ tua lại này. Tắt đi này. Đấy, hết băng là nó lại auto stop này. Đấy, thế mới sướng đời chứ nị. Trân trọng cảm ơn sư phụ U70 ở thủ đô Hà Nội. Sư phụ thì chỉ nhắc mình là cái máy này nó có cái tính năng auto stop đấy. Chắc là nhà sư phụ cũng có cái máy này, hoặc là ngày trước cái sư phụ sử dụng nên là sư phụ nhớ. Nhưng mà mình thì ngày trước thì cũng chưa sử dụng cái này. Đấy, chỉ sử dụng cái để quay tay thôi nhá. Đấy. Trước ở nhà cũng có cái đầu cách đây cái thời chơi đầu video ấy, thế nhưng mà không có cái máy tua bằng điện nên là không biết được. Cái này là sư phụ chỉ bảo cho là cái này nó có cái tính năng auto stop thì lúc giờ mới sờ lần ra được nè. Giờ tua lại nhá, giờ tua lại để xem nó auto stop nhá. Đấy, này. Hết băng cái là nó nảy lên ngay. Cho ra này, cho ra này. Đấy, cho ra thì bây giờ ấn cái này, ấn này. Đấy, nó nảy lên phát. Đấy, thế là lấy băng ra. Tua chiều nào nó cũng auto stop nhá. Thế bây giờ thử theo cái kiểu nông dân như mình ấy, là ví dụ như tua chiều này đi. Này. À, giữ đây này, giữ đây, giữ đây là nó tưởng hết băng nhá. Đó, xem nó có nảy lên không nhá, này. Đấy, nó nảy lên này, nó nảy lên này. Đấy, giờ tua chiều này nhá. Này. Giữ nhá, giữ cho nó nảy lên không nhá. Đấy, nó nảy lên này. Nó tưởng là hết băng là nó nảy lên, nó cứ nặng là nó nảy lên. Ê, khỏi về trông, khỏi về trông. Rồi lại bỏ lại nhá, đây, bỏ lại này. Đấy. Bây giờ lại tua này. Xác nhận ngon là xác nhận ngon là chỉ có việc chén thôi nhá. Đấy, đấy hết băng cái này lên này. Đấy, hết băng cái này lên. Hết băng cho nó có nảy lên, nếu không nảy lên là Phan Đình Đáp. Ôi trời ơi. Vừa nói đến Phan Đình Đáp cái nó hãi, nó nảy lên ngay. Nha, nói phải nghe đe phải sợ đấy. Lấy băng ra. Ôi trời. 600.000. Thay dây Cura hết rồi. Đấy, test tua đi tua lại rồi, auto stop 2 chiều rồi. Thôi, bây giờ để dừng video để đưa shop vào. Đưa vào thùng, sau đó lại bọc ni lông. Cái này chắc chắn là sẽ có Thượng Đế Trần Văn chốt. 600.000 này. Ăn tiêu nó cũng hết. Thế nhưng mà để mà sưu tầm, càng ngày nó càng ít đi. Để mà sưu tầm một cái máy tua băng mà còn nguyên cả thùng xốp, không hề đơn giản. Xin thưa tới quý vị và các bạn, kể cả là cái tua bằng tay, cái tua, chứ còn sưu tầm băng đài thì nó bình thường. Thế nhưng mà sưu tầm những cái máy tua băng VO này, quý vị và các bạn cứ lên coi như thế là trên trời tìm ra. Hiếm lắm, hiếm lắm. Thế nhưng mà mình không vịn vào cái vấn đề hiếm để coi như thế là nâng giá sản phẩm lên. Không vịn vào cái hiếm để nâng giá lên nhá. Đấy. Gọi là anh em khu vực mình ở Bình Dương ấy, mình lên Sài Gòn mình chơi một số huynh đệ ở trên đấy thì gọi là kiếm chút đỉnh nhá. Kiếm chút đỉnh thôi, chứ không phải vịn vào cái vấn đề nó hiếm để mà nâng giá lên. Thôi thế mình dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.
Băng thì cũng có một số cái băng ca nhạc thôi nhỉ, băng băng ca nhạc này, này Asia. Cái loại băng ca nhạc này anh nhỉ. Đây. Băng nó còn đẹp, hình tiếng rõ nét nhỉ. Băng này, cái băng ca nhạc này hình tiếng rõ nét này cứ 100.000 đồng một cuốn. Đây, ca nhạc tuyển chọn này. Thì thoảng mình mới để mở cái này để bên trong này nó còn bóng nhẫy trong veo này. Thì thoảng mở chơi tí thôi. Thôi xin video ở đây, thân ái chào tạm biệt, xin chào.